Sau U23 Việt Nam, nay đến lượt 13 tuyển thủ quốc gia Thái Lan bị tiêu chảy tại Uzbekistan trước trận đấu đêm nay. Không dung nạp được sự khác biệt trong thức ăn ở Uzbekistan so với cách ăn uống truyền thống của người Thái Lan, dẫn đến 13 tuyển thủ Thái Lan bị tiêu chảy trước trận đấu quan trọng mở màn chiến dịch săn vé Asian Cup 2023. Tuy nhiên, nữ trưởng đoàn Nuan Pham Lam Sam đã chuẩn bị cực kỳ chu đáo và tiên liệu được những điều có thể xảy ra. Vì thế, công tác hậu cần rất tốt của Thái Lan đã khắc phục được ngay vấn đề. Đoàn hậu cần của Thái Lan chuẩn bị chu đáo từ khâu thức ăn cho đến việc mang đầu bếp riêng sang Uzbekistan để trực tiếp ra chợ mua và nấu thức ăn để các tuyển thủ Thái Lan ăn ngon miệng, có sức khỏe tốt. Rất tiếc là ngay từ những bữa ăn đầu thì 13 tuyển thủ đã bị tiêu chảy khi dùng thức ăn đậm chất Uzbekistan. Nhiều tuyển thủ chưa hồi phục sức khỏe vì tiêu chảy làm cho người bệnh rất mau mất sức. Hậu vệ Thiarathon khuyên ông thầy Manopolking nên dùng đội hình 2 ở trận giao quân gặp Maldives vào 19 giờ đêm nay ngày 8 tháng 6 vì đội này rất yếu. Nó cũng giúp các trụ cột Thái Lan hồi phục sức khỏe để chiến đấu với Uzbekistan vào lúc 22 giờ ngày 14 tháng 6. Ngày 14 tháng 6. Trước đó, cách đây vài ngày, U23 Việt Nam cũng đã gặp vấn đề tương tự liên quan đến thực phẩm tại Uzbekistan, khiến một loạt trụ cột như Nguyễn Thanh Bình hay Lý Công Hoàng Anh không thể góp mặt trong trận giao quân giải U23 châu Á với Thái Lan. Sau chọn một ngày nghỉ ngơi để hồi phục thể trạng, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập trong trạng thái thoải mái và sẵn sàng cho trận gặp U23 Malaysia ở lượt cuối vòng bảng U23 châu Á 2022. Buổi tập của U23 Việt Nam bắt đầu từ 17 giờ giờ địa phương, tức 19 giờ theo giờ Việt Nam, trên sân tập của sân vận động Ra, nằm cách khách sạn của đội tuyển khoảng 20 phút di chuyển bằng xe buýt. Sau trận đấu với U23 Hàn Quốc, đây cũng là buổi tập duy nhất của thầy trò huấn luyện viên Gong Okyun để chuẩn bị cho trận kế tiếp gặp U23 Malaysia. Sau hai lượt trận, U23 Thái Lan tạm dẫn đầu bảng C với 4 điểm, bằng điểm U23 Hàn Quốc nhưng xếp trên do nhận ít thẻ phạt hơn. U23 Việt Nam xếp thứ 3 với 2 điểm. U23 Malaysia đã chắc chắn bị loại sau 2 trận thua. Không thể nắm quyền tự quyết cho vé vào tứ kết, U23 Việt Nam buộc phải thắng U23 Malaysia trong trận cuối cùng vòng bảng hôm nay và hy vọng một kết quả có lợi trong trận đấu diễn ra cùng giờ giữa Hàn Quốc và Thái Lan. Với việc chỉ có duy nhất một sự lựa chọn là phải giành chiến thắng, các tuyển thủ U23 Việt Nam ít nhiều cũng chịu áp lực trước trận đấu với Malaysia. Dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Gong Okyun, buổi tập đã diễn ra trong bầu không khí rất thoải mái và giàu năng lượng tích cực. Ngay cả đối với các bài tập nặng về yếu tố chuyên môn, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng chủ yếu dành những lời khích lệ, động viên để các cầu thủ thực hiện một cách tốt nhất ý tưởng của mình. Trận đối đầu với U23 Malaysia vào lúc 20 giờ tối ngày 8 tháng 6 theo giờ Việt Nam mang tính chất quyết định tấm vé đi tiếp của U23 Việt Nam. Tại một số trạm y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nhiều nơi vẫn chưa có kế hoạch tiêm vaccine ngừa COVID mũi 4. Tình hình chung là bây giờ dịch chúng số mà ta cũng không đâu có muốn chết mấy người dân mà thì phải vận động thôi. Tại bây giờ trạm y tế đang đi từng nhà đến cho tiêm cho những người không đi lại được. Do tình hình dịch COVID-19 vẫn đang được kiểm soát tốt, nên phần đông người dân đều không quá mặn mà với việc tiêm mũi 4. Bên cạnh đó, những thông tin liên quan tới vaccine quá hạn thời gian qua cũng khiến tâm lý họ thêm e ngại. Em chưa có tiêm mũi thứ tư, nhưng mà em nghĩ là nếu như mà mình biết giữ gìn cho bản thân thì việc tiêm mũi thứ tư là không quá cần thiết. Tiêm hai mũi là thấy tương đối ổn rồi đó. Thế còn mình chích vô nữa mình cũng có một cái suy nghĩ rất là lo lắng tâm lý, chứ đa số người dân dài theo mình cũng vậy đó. Có vaccine quá hạn, quá đắt như thế nào mình không để ý. Dạ không, nếu mà tiêm nữa thì em cũng không tiêm đâu, tại vì thật sự thì tiêm thì nó cũng bị nhiễm. Với cả bây giờ em cảm thấy là không có còn bị nhiều nữa nên là em quyết định là không có tiêm nữa. Từ cuối tháng 5 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức tiêm nhắc lại lần 2, mũi 4 vaccine phòng COVID-19 cho những người đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức. Thế nhưng theo thống kê từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố, hiện chỉ có khoảng gần 6.000 người dân đến tiêm, trong khi theo khuyến cáo từ Bộ Y tế, liều vaccine nhắc lại này là vô cùng cần thiết, đặc biệt là đối với những người thuộc nhóm nguy cơ.
Cái dịch mà chúng ta có thể kiểm soát được như thế này là do cái tác dụng của 3 mũi vaccine trước và cái tác dụng của vaccine không tồn tại mãi, cho nên các chị cũng lưu ý là cái việc tiêm mũi 4 để kéo dài cái đáp ứng miễn dịch đối với cái bệnh COVID là rất cần thiết. Giống như nhiều loại vaccine khác, những người đã tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ và đúng hạn sẽ được bảo vệ tốt nhất. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, mặc dù COVID-19 đang được kiểm soát, nhưng chúng ta không thể chủ quan. Trong những năm gần đây, mô hình mạ khay cấy máy đã được bà con nhiều tỉnh thành trên cả nước áp dụng vào canh tác và mang lại năng suất cao. Vụ xuân năm 2022, xã Liên Hà được Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã hỗ trợ xây dựng mô hình ứng dụng mạ khay máy cấy quy mô tập trung trên diện tích 70 ha lúa. Sau quá trình canh tác đã cho năng suất lúa cao vượt trội so với canh tác truyền thống. Chúng tôi qua số liệu đo đếm ước năng suất đạt được nó khoảng độ là 74,5 tạ một hecta, và với quy ra sào thì nó khoảng độ là 268 kg cho một sào, thì nó mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với gieo cấy thủ công, nó khoảng độ trên 12 triệu đồng cho một hecta. Mô hình mạ khay cấy máy có nhiều ưu điểm như rút ngắn thời gian canh tác, chủ động được thời điểm cấy, khi cấy mạ không bị trột, đẻ nhánh khỏe, cho nhiều bông, giảm chi phí sản xuất. Về chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh là nó giảm được cái giá chi phí của bà con. Thì mỗi một sào riêng tôi nói đơn giản, ví dụ như là về nếu mới cấy mạ dược thì là làm đất và chăm sóc mạ với lại giống thì nó chi phí là mất khoảng độ 120.000. Thế còn công cấy thì hiện tại bây giờ nếu mà thuê cấy tay thì mất khoảng 350-400. Rồi là cái phòng trừ sâu bệnh nữa. Vài năm về đây là chúng tôi đã triển khai là phun thuốc trừ sâu bằng máy bay cho bà con. Thì phòng trừ sâu bệnh thì mỗi bà con mà thuê người phun thuốc thủ công thì 60.000 một sào, nhưng chúng tôi là thuê phun máy bay thì chỉ mất 25.000 một sào thôi. Đây là mô hình có tính hiệu quả và thực tiễn rất lớn, được bà con nông dân nhiệt tình hưởng ứng. Canh tác mạ khay thì nói chung là nó thuận tiện hơn như chúng cô mà gieo mạ kia thì vất vả là một, thứ hai là mà cái khâu gieo mạ cũng vất. Bây giờ có mạ khay mà có cái máy này là chúng cô là rất chi là ủng hộ. Với hiệu quả đạt được của mô hình mạ khay cấy máy, trong thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục hỗ trợ xây dựng mô hình ứng dụng mạ khay cấy máy quy mô tập trung nhằm từng bước hình thành các vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung, góp phần giảm chi phí và nâng cao hiệu quả trong sản xuất lúa.